Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 57 của tác giả Dinh Tiểu Dinh Người dịch Ốc Sơn qua giọng đọc Hoàng Dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 624 Minh Hà Hiểu Lòng Người Trên giáo trường, Lâm Tú dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm của người trẻ tuổi đâm tới Nhẹ nhàng giật một cái thành kiếm đã rời khỏi tay của người trẻ tuổi. Lâm Tú nhìn người trẻ tuổi này nói, tuy rằng chiêu thức của người rất đa dạng, nhưng mà không có một chiêu nào luyện tới tinh thông, gặp phải võ giả bình thường có thể ứng phó, nếu gặp võ giả được danh sư dạy bảo, kiên định tu hành từng bước đi lên, cho dù là chân khí không bằng người cũng có thể dễ dàng thắng người. Người trẻ tuổi lộ ra tư thái rất thành khẩn nói, xin Lâm Quỳnh chỉ giáo. Lâm Tú một tay cầm kiếm tùy ý thử đâm vào không gian một cái. Bùm! Một kiếm này đâm ra trong không khí phát ra thanh nằm nổ tung. Lâm Tú trả kiếm lại cho hắn nói. Khi mà ngươi luyện tập một chiêu duy nhất đủ 10 vạn lần trở lên tự nhiên sẽ hiểu lời của ta nói. Nửa năm trước hắn còn được người khác chỉ điểm nửa năm sau hắn đã có thể chỉ điểm người khác. Luyện một chiêu mấy chục dạng lần trong chuyện này hắn có quyền lên tiếng hơn bất luận kẻ nào khác. Tuy rằng hắn luyện thương nhưng mà luyện đến trình độ nhất định, binh khí trên tay là thương hay là đào kiếm không có gì khác nhau. Người trẻ tuổi ôm kiếm hành lễ với Lâm Tú, vẻ mặt chân thành. Đa tạ Lâm Quỳnh đã chỉ điểm. Một màn này làm cho rất nhiều người đều dâng lên cảm khái trong lòng. Một người bị kẻ ngưỡng mộ lên trên lôi đài cầu chữ một người chỉ điểm võ đạo cho phan khi mà đang tỉ thí ánh mắt của bọn họ nhìn về phía lâm tú cùng triệu linh quân một đôi này không hổ là vợ chồng trước kia luôn cảm thấy hai người bọn họ không xứng hiện tại càng xem càng thấy bọn hắn xứng đôi thậm chí ngay cả trường bình quận dương cũng sinh ra loại cảm giác này trong đại hạ người có thể xứng đôi với triệu linh quân có lẽ ngoài hắn ra không còn ai khác có lẽ thực lực của trương nhân mạnh hơn lâm tú nhưng mà không trẻ tuổi bằng hắn cũng không đẹp trai bằng hắn tống ngọc trương thì được cái đẹp trai nhưng mà tính cách quá màu mè đi đâu cũng luôn cầm theo cái quạt nát phe phẩy ra vẻ cao thâm nhìn đã muốn nôn rồi nào có được phong độ tự nhiên như là lâm tú về phần thái tử vừa xấu vừa không có thiên phú gì không có trương gia ủng hộ sau lưng thì chẳng là cái thá gì Trường Bình quận Dương than nhẹ một tiếng. Nếu hắn cũng được như là Lâm Tú thì thật tốt rồi. Rốt cuộc hắn cũng bắt đầu hiểu ra. Vì sao mà bên cạnh Lâm Tú luôn có mỹ nhân dần quanh. Bình tĩnh mà nghĩ lại nếu hắn là một cô gái chỉ sợ cũng sẽ bị hấp dẫn rồi. Hắn thua không quan. Sau ngày thứ sáu của cuộc so tài chấm dứt, 800 người so tài chỉ còn lại có 25 người. Bắt đầu từ trận tỷ thí tiếp theo Triệu Linh Quân đứng đầu thiên kiêu bản lần trước sẽ không phải là luân phiên. Cho đến khi 24 người còn lại quyết định ra người đứng thứ nhất mới có tư cách đối mặt trực tiếp cùng với Triệu Linh Quân. Đây là đặc quyền của người đứng đầu thiên kiêu bản. Kỳ thật, ngay từ đầu nàng không có luân phiên đến cuối cùng cũng có thể. Triều Đình sở dĩ không có làm như vậy, chỉ là muốn ở trước mặt mọi người các nước biểu hiện phong thái của đệ nhất thiên kiêu đại hạ hai trận tỷ thí hôm nay đều là lên đài thỉnh giáo võ đạo Di Lâm Tú. Mặc kệ bọn họ là thỉnh giáo giả hay là thỉnh giáo thật, Lâm Tú không có quá đáng để cho bọn họ mất mặt ở trước mặt của mọi người. Sau trận tỷ thí thứ hai, hắn liền thuận lợi tiến vào danh sách 25 người. Linh Năm, Ngân Nhi, Tần Nguyễn, Minh Hà Công Chúa, bọn họ tương tự không có ngoài ý muốn tiến vào. Mấy cái trận tỷ thí lúc trước, mặc dù có bốn vị hạt giống cấp địa đã bị đào thải, nhưng mà đại đa số người vẫn là bằng vào thực lực tuyệt đối, một đường nghiền ép, dễ dàng đi tới hiện tại. Kế tiếp, họ thả lỏng một chút, bởi vì cái trận tỷ thí tiếp theo sẽ là 3 ngày sau mới cử hành. Bọn họ có 3 ngày nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái của mình một cách tốt nhất. Tỷ thí tiếp theo, quy tắc cũng khác với trước kia. Mấy trận trước đều là một lần thất bại thì không có cơ hội tiếp tục tỷ thí. Đó là bởi vì người tham gia thi đấu quá nhiều vì tiết kiệm thời gian và nhân lực. Hiện tại chỉ còn có 25 vị cường giả cuối cùng. Nếu như vẫn là một dòng đào thải, tính ngẫu nhiên quá lớn, có một chút không công bằng. Có người coi như là thua cũng sẽ không phục. Trận đấu tiếp theo sẽ chia 24 người thành 6 tổ, mỗi tổ 4 người. Mỗi 2 người trong 4 người đều có cơ hội giao thủ. Cuối cùng, từ đó quyết định ra hai người thắng, tiến vào dòng tỷ thí tiếp theo. Từ xác suất mà nói, dòng này Lâm Tú rất có thể sẽ cùng một người trong các nàng phân đến cùng một tổ. Ba ngày nay, tất cả mọi người đang nắm chắc việc tu luyện. Chương 625 Lâm Tú với Ngân Nhi Ngay cả linh âm, ba ngày đã tu luyện, còn có thể tu hành võ đạo với Lâm Tú cho đến khi mệt mỏi ngủ mất, được Lâm Tú ôm trở về phòng. Minh Hà Công Chúa mỗi ngày quẩn lấy Lâm Tú xong tu, sau khi mà tu luyện dị thuộc xong còn quẩn lấy hắn chỉ bảo võ đạo cho nàng. Lâm Tú trở về Tân Trạch, nàng cũng đi theo. Lâm Tú phát hiện công chúa Minh Hà trước kia còn rất khách khí với hắn, nhưng mà sau khi nợ hắn 40 dạng lượng bạc thì một chút cũng không có khách khí nàng còn chiếm một gian phòng ở tân trạch lý do là tu luyện mệt mỏi có thể có chỗ nghỉ ngơi khả năng này chính là nợ nhiều quá không lo luôn rồi buổi sáng ngày thứ ba mấy dáng người đi vào tân trạch chính là quý phi nương nương mang theo song song và mộ dung ngọc đi đến quý phi nương nương cũng có chỗ nghỉ ở chỗ này lần trước song song ở chỗ này qua đêm phòng của nàng lâm tú cũng đã giữ lại Điều này làm cho Lâm Tú không khỏi có một chút lo lắng. A Kha còn chưa tới, tiếp tục như vậy tòa phủ năm diện chỉ sợ không có đủ ở. Mộ Dung Ngọc đưa một sắp ngân phiếu cho Lâm Tú nói, đây là 15 dạng lượng bạc, người đếm một chút đi. Nàng đã lấy bạc tới, Lâm Tú không có cự tuyệt, chỉ có điều hắn từ trong đó đếm 5 dạng lượng trả lại cho nàng nói, 10 dạng lượng đã là đủ rồi thời điểm ta mua nguyên tinh không có tiêu nhiều bạc như vậy. Mộ Dung Ngọc còn muốn kiên trì, Quý Phi Nương Nương lại nói, nhận lấy đi đều là người một nhà không cần phải khách khí. Mộ Dung Ngọc không rõ, Lâm Tú vì sao lại được xem như là người một nhà. Nhưng mà cô cô đã mở miệng, nàng vẫn nhận lấy năm dạng lượng kia. Ngón tay của hai người trong lúc vô tình chạm vào, biểu tình của Lâm Tú hơi kinh hãi Thật nhanh chỉ là trong lúc ngắn mũi, ngón tay chạm vào nhau, lực lượng phục chế trong cơ thể của hắn liền cấp tốc vận chuyển so với lúc trước nhanh hơn mấy chục lần. Xem ra, đối với năng lực phục chế mà nói, cấp địa là một giai đoạn mới. Không chỉ tiến hóa ra năng lực phục chế, mà ngay cả tốc độ phục chế năng lực của người khác cũng tăng lên vô số lần. Có điều đụng chạm ngắn ngủ như vậy vẫn không có biện pháp phục chế thành công nhưng từ tốc độ trong nháy mắt kia mà xem hắn không cần phải áp dụng phương pháp chuốt sai nàng lâm tú nhìn về phía mộ dung ngọc nói ngày mai chính là trận tỉ thí tiếp theo mộ dung cô nương dường như cũng tinh thông võ đạo không bằng chúng ta luận bằng một chút có lẽ sẽ có sở ngộ mộ dung ngọc tuy rằng cũng tinh thông võ đạo nhưng đó là so với vị thuật sư mà thôi thông qua mấy ngày nay quan sát biết là Lâm Tú mới chính là thiên tài võ đạo chân chính, danh xưng nam nhân nhanh nhất của võ đạo diện, nàng cũng có nghe qua. Có thể luận bàn với hắn, đối với mình có một chỗ tốt rất lớn, bởi vậy không có cự tuyệt. Hậu diện, nàng ôm kiếm hành lễ với Lâm Tú, sau đó cầm kiếm cầm tới. Chân khí của mộ dung ngọc còn chưa có tới cấp địa, Lâm Tú đánh bại nàng chỉ là chuyện trong nháy mắt nhưng mục đích của hắn không phải là đánh bại nàng. Hắn duy trì chân khí cấp quyền. Một bên phá chiều, một bên chỉ ra khuyết điểm chiêu thức cho nàng. Trong khoảnh khắc nào đó, hắn bỗng nhiên cầm cổ tay của mộ dung ngọc, thuận thế đoạt lấy kiếm của nàng, dùng chui kiếm chỉ vào cổ ngọc của nàng. Mộ dung ngọc thở vào nhẹ nhõm nói, Người nói đúng, coi như là người áp chế chân khí của ta, ta vẫn không phải là đối thủ của người, người tu luyện như thế nào. Lâm Tú cười cười nói, không khác, quen mà thôi, ta chỉ dùng thời gian của người khác ngủ để mà tu hành võ đạo. Hắn buông tay của bộ dung ngọc ra nói, tu vi võ đạo của ngươi đã cao hơn rất nhiều so với người cùng tuổi rồi. Mấy tháng kế tiếp, có thể thử đột phá bình cảnh cấp địa, cảnh giới áp chế, có thể bỏ qua hết thảy chiêu thức tinh diệu. Triệu Linh Năm và Minh Hà Công Chúa nghe xong, trong lòng đều ê ẩm, cái gì mà người cùng tuổi không phải là nói các nàng xóa giấy thời gian của các nàng hầu hết đều dùng để tu luyện dị thuật thực lực võ đạo thường thường chỉ có thể ở thời điểm tỷ thí miễn cưỡng tự bảo vệ mình nhưng mà vừa nghĩ đến dị thuật của mộ dung ngọc đã đến cấp địa không thể không phục cuộc so tài lần này kỳ thật cũng làm cho các nàng mở rộng tầm mắt kiến thức về thiên tài càng nhiều Cuộc so tài còn như thế, đừng nói là đại hội. Nửa năm tiếp theo, con phải càng thêm cố gắng tu luyện mới đúng. So với Triệu Linh Năm, trong lòng Minh Hà Công Chúa còn có lo lắng khác. Người khác nợ lâm tú bạc đã trả rồi, nàng phải làm sao bây giờ? Hình như là phụ hoàng căn bản, không có tính giúp nàng. Sáng sớm hôm sau, đám người của Lâm Tú đi tới võ đài. So sánh với mấy ngày trước, hôm nay người tham gia tỷ thí không nhiều lắm, nhưng mà kháng đài bên cạnh võ đài lại đã đông đầy người. Chương 626. 800 người chỉ giữ lại có 25 người, người tỷ thí còn lại không phải là hạt giống cấp địa, chính là hắc mã cấp quyền đỉnh phong. Trình độ đặc sắc của nó đương nhiên không phải là tỷ thí lúc trước có thể so sánh. Gia tộc quyền quý kinh thành lại càng không ít người đến. Tỷ thí hôm nay có rất nhiều người đều là con cháu của quyền quý. Trước cổng võ đài dán mấy cái tờ thông báo màu đỏ, trên bảng thông báo là danh sách nhóm 24 người. 24 người, mỗi tổ 4 người, tổng cộng chia làm 6 tổ. Tổ không phải bốc thăm quyết định, mà là dị thuộc ti thông qua biểu hiện của mấy trận tỷ thí trước đó. Đối với thực lực của 24 người này, tiến hành sơ bộ đánh giá, sau đó dựa theo thực lực chia tất cả mọi người làm bốn đội, mỗi đội tuyển chọn một người thành tổ. Phương pháp này làm giảm tỷ thí ngẫu nhiên, mức độ công bằng, đảm bảo càng lớn. Thua một trận cũng không có nghĩa là đào thải, nếu thực sự có thực lực, hoàn toàn có thể tranh đoạt thứ hạng thứ hai của bản đấu. Tổ thứ nhất do Thiên Diệp Lẩm cầm đầu, Lâm Tú phát hiện Mộ Dung Ngọc cũng ở trong tổ này. Hai người còn lại một người là nhị công tử của Tống Gia, một người là kim sáng của vô cực quốc. Tổ thứ hai do Trương Nhân cầm đầu, tên của Linh Năm ngay sau Trương Nhân. Hiển nhiên nàng và Mẫu Dung Ngọc đều được đánh giá là cường giả mạnh thứ hai. Hai người cuối cùng của tổ thứ hai là thiên tài dị thuật cát của Tây Dược Quốc và một võ giả cấp quyền thượng cảnh đỉnh phong. Tổ thứ ba do Tống Ngọc Chương cầm đầu, tổ này không có người làm tủ quan tâm. Tổ thứ tư do Tần Nguyễn cầm đầu, Lý Bách Trương thế mà cũng ở trong tổ này. Cùng tổ với bọn họ là thiên tài Du cường quốc, cùng với một vị đệ tử quyền quý ở Đại Hạ. Minh Hà Công Chúa ở tổ thứ năm, tổ này do Trương Nghĩa Trương Gia cầm đầu, tên của Minh Hà Công Chúa theo sát phía sau. Lâm Tú đứng ở đầu tổ thứ sáu, nói rõ sau mấy cái trận tỷ thí thực lực của hắn cũng bị phân chia ở người đứng đầu của thang đội chưa kịp đắc ý ngay sau tên của hắn lại thấy được tên của tiết ngưng nhi hắn khẽ thở dài điều này ngoài dự liệu nhưng mà lại là hợp tình hợp lý chỉ có sáu tổ cho dù hắn không gặp được ngưng nhi cũng sẽ gặp được linh năm tần nguyễn hoặc là minh hà công chúa tiết ngưng nhi có vẻ cao hứng nói mau nhìn xem chúng ta cùng một tổ kìa Lâm Tú nhìn hai người còn lại, một vị là Tống Ngọc Lãng của Tống Gia, hạt giống cấp địa dị thuật hệ mộc. Một vị khác là võ giả cấp quyền đỉnh phong, xếp hạng cuối cùng trong 25 người. Hai người giặt tay nhau tiến vào, hẳn có vấn đề không lớn. Sáu tổ khác nhau, sáu võ đại, đồng thời tiến hành tỉ thí. Lâm Tú cũng không có biện pháp ở trên khán đài xem náo nhiệt. Tỷ thí hôm nay, người một nhà tiết gia đều đến, Tiếc là quốc công dẫn đầu, cha mẹ ngừng nhi, mười mấy ca ca đều ở trên kháng đài Tầm mắt rơi vào trên người của Lâm Tú, làm cho áp lực của hắn tăng lên gấp bội. Tương tự, biểu hiện trước đó của Lâm Tú cũng hấp dẫn không ít người đến xem tỷ thí của hắn. Những người này hầu hết đều là giỏ giả. Xem người khác tỷ thí cũng chỉ là xem náo nhiệt, xem Lâm Tú tỷ thí nhưng có thể chân chính học được cái điều gì đó loại thiên tài cấp bậc này thế mà sẽ ở thời điểm tỷ thí chỉ điểm cho đối thủ phần tâm tư và khí độ này cũng không phải là những người khác có thể so sánh thiên phú xuất chúng còn vô tư truyền thụ đáng đời hẳn cưới được triệu linh quân tiếng trống giang lên cuộc tỷ thí bắt đầu dưới sự chú ý của dạng người lâm tú và tiết Ngân nhi đi tới trên võ đài tiết Ngân nhi chọn một thành kiếm lâm tú chọn một thanh kiếm. Trên kháng đài có võ giả kích động nói, cái vị tiết cô nương này thực lực không kém, thế mà ép hắn phải dùng binh khí. Xem ra hôm nay có thể học được mấy thức kiếm pháp rồi, hy vọng đối với kiếm đạo của ta có thể có một chút cảm hứng đó. Năng lực của tiết cô nương là khống vật, không biết hắn sẽ ứng phó thế nào đây. Đây hắn là một trận đấu đặc sắc rồi. Tất cả mọi người lộ vẻ chờ mong, chỉ có mí mắt của Tiết Lão Quốc Công giật một cái, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không ổn. Lúc này, trên khán đài truyền đến một trận tiếng hồ. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Tiết cô nương tiến công trước. Chà, nàng không có nên bay lên trời chứ, không khống chế bình khí ở khoảng cách xa sao. Sao mà lại bắt đầu cầm kiếm cận chiến rồi? Lâm Sư Huynh xảy ra chuyện gì vậy? Tốc độ của hắn sao mà lại chậm như vậy chứ? Loại tốc độ này ta đều có thể ngăn cản, chẳng lẽ hắn đã bị tiết cô nương khống chế thân thể rồi, không có biện pháp phát huy ưu thế tốc độ sao? Cái này hình như không có đúng lắm rồi. Chương 627 Tất cả mọi người tràn đầy chờ mong, cũng không có nhìn thấy trận tỷ thí mà bọn họ mong muốn. Trận tỷ thí này nhìn thế nào cũng lộ ra một loại cảm giác kỳ lạ. Bọn họ, ngươi một kiếm, ta một kiếm, đích xác ta đánh người lùi. Có đi, có về, nhưng mà không có một chút kích thích mạo hiểm nào. Mọi người ngược lại, từ trong đó nhìn ra mắt đi mày lại, cảm giác là tình trạng ý thiếp vậy. Đây có phải là một trận tỷ thí nghiêm túc không? Dũng là tới học thêm kiến thức, lại nhìn thấy một màn này. Tuy rằng một màn này cũng rất có tính thưởng thức, nhưng mà không biết vì sao, trong lòng luôn ê ẩm có một chút khó chịu không ít người nhìn về phía một võ đài khác. Triệu cô nương thì sao? Nàng mặc kệ sáo. Ô, nàng không có đến. Hôm nay không có tỷ thí của nàng. Tiết lão quốc công che mặt già nói, các ngươi xem đi, lão phu về trước nha. Cũng có một số người trong lòng cảm khái, tuổi trẻ thật tốt, bọn họ cũng từng có tuổi trẻ, nhưng mà không có một nữ tử cùng nhau luyện kiếm, cũng không có dũng khí như bọn họ, ở góc của khán đài trường bình quận dương đứng lên trong lòng thầm mắng một câu xoay người đi về phía một võ đài khác hắn là đến xem lâm tú cùng tiết ngân nhi tình nữ tương tàn thời điểm nhìn thấy lâm tú và tiết ngân nhi cùng ở một tổ hắn còn vui vẻ một hồi lâu kết quả là bọn họ để cho hắn xem cái này sao võ đài thứ nhất khi mà tiếng chiên vang lên chui đao của thiên diệp lẫm đặt sau lưng của bộ dung ngọc thắng tỷ thí một cách không một chút hồi hộp ngay sau đó tống ngọc đình cũng bị đánh bại trong nháy mắt người trẻ tuổi của vô cực quốc tên là kim sáng kia băng giao tốc độ không có thể tưởng tượng nổi ngược lại làm cho người ta ngoài ý muốn thế nhưng tránh thoát được kích đầu tiên của nàng nhưng cũng chỉ tránh được kích đầu tiên thôi tốc độ của hắn đủ nhanh vẫn không cách nào mà nhanh hơn thiên diệp lẫm vị thiếu nữ này đến từ phu Tăng quốc làm cho người ta kiến thức được thực lực chân chính của top 10 thiên kiêu bản. Cùng lúc đó, võ đài thứ hai, toàn bộ mặt đất trên võ đài đều đã bị đóng băng. Trường Nhân bị đóng băng trong tầng băng, biểu tình của Triệu Linh Năm vẫn khẩn trương như trước. Bởi vì trên cái tầng băng kia đã xuất hiện một khe nứt, hơn nữa đang không ngừng lan ra. Võ đài thứ ba, khói độc bao phủ, hai gã nam tử đang giao chiến kịch liệt. Võ đài thứ tư, lôi đình quấn quanh bên cạnh Lý Bách Trường nhưng chỉ xoay quanh tại chỗ. Võ đài thứ năm ngọn lửa tràn ngập toàn võ đài đối mặt với Minh Hà Công Chúa. Trương Nghĩa không dám khinh thường. Hắn đánh ra một quyền trong không khí truyền đến âm thanh nổ tung. Trong quả diễm cũng xuất hiện một con đường. So sánh với sự kích thích căng thẳng của một số võ đài khác, võ đài cuối cùng có vẻ vô cùng hài hòa và đẹp. Trên khán đài khi mọi người không lấy mục đích học tập đi xem tỷ thí ngoài ý muốn phát hiện trên một màn sân kia dĩ nhiên có một chút đẹp dù sao nhìn một đôi nam nữ trẻ tuổi túng tú mỹ lệ múa kiếm trên sân cũng là một loại thưởng thụ trên sân võ đài lâm tú nhảy mắt chi tiết Ngân nhi hỏi Ngân nhi không tệ lắm chứ hẳn lo lắng nếu mà tiếp tục đánh như vậy sẽ khơi dậy sự phẫn nộ của mọi người dù sao người ta cũng là tiêu bạc cũng không có thể để cho người ta xem như vậy được tiết ngân nhi nghe vậy rất là dứt khoát bỏ kiếm xuống nói với trọng tài bên cạnh sân ta nhận thua trọng tài kia cũng đã sớm nhìn không có nói gì tuyên bố một cách vô vị lâm tú thắng trận tiếp theo tống ngọc lãng đấu với trần thanh lâm tú và tiết ngân nhi ngồi trên khán đài nghỉ ngơi còn phải chuẩn bị tỉ thí kế tiếp kỳ thật là bọn họ vừa rồi căn bản không có tiêu hao gì vô luận là nguyên lực hay là thể lực đều duy trì ở mức cao nhất. Hiện tại, đấu chiến trên sân là Tống Ngọc Lãng của Tống Gia và một vị đệ tử của Phủ Quốc Công khác. Thực lực của hai người trên là rất lớn. Tống Ngọc Lãng là năng lực cấp địa hệ mộc, Trần Thanh là võ giả cấp quyền thượng cảnh. Cuộc tỷ thí vừa mới bắt đầu, hắn đã bị nhốt trong vô số dây leo đang múa. Tuy rằng hắn cũng đang tận lực chém để phản kích, nhưng mà hiệu quả rất ít rất nhanh đã bị dây leo trói buộc tứ chi dơ lên thật cao, tuyên bố nhận thua. Sau hai cái trận tỷ thí sẽ có một thời gian ngắn nghỉ ngơi. Thừa dịp này, Lâm Tú đi đến võ đài khác nhìn một chút. Tỷ thí ở võ đài thứ nhất đã kết thúc. Thiên Diệp Lẫm là tồn tại trong tiền 10 thiên kiêu bản lần trước, đối với những người tỷ thí khác mà nói, hoàn toàn chính là đã kích hàng đầu. Ngay cả Mậu Dung Ngọc cũng đã bị nàng một chiêu đánh bại khó trách Hạ Hoàng nhìn trúng nàng như vậy, ngay cả biện pháp để cho Lâm Tú lấy sắc vụ nàng cũng nghĩ ra. Chương 628 Dắt tài nhào tiến vào Có điều biểu hiện của một dung ngọc cũng không tệ, tuy rằng nàng thua thiên diệp lắm, nhưng mà lại sạch sẽ gọn gàng thắng hai cái trận còn lại, đào thải một vị công tử khác của Tống Gia và kim sáng của vô cự quốc sớm đã chắc chắn có vị trí trong top 10 hai người mạnh nhất. Bên kia, trận đầu tiên của Linh Năm thua Trương Nhân của Trương Gia, điều này cũng nằm trong dữ liệu. Trương Nhân là đệ tử mạnh nhất của Trương Gia thế hệ trẻ tuổi, người có năng lực dị thuộc kim, phong ngự và công kích đều rất biến thái. Nhất là phòng ngự, có thể nói tiểu cường đánh không chết, dường như có thể miễn dịch tất cả thương tổn vệ khí, ác mộng của võ giả. Đối với thương tổn của dị thuật, hắn không thể chống cự được phần lớn. Hơn nữa, hắn và Lâm Tú giống nhau, dị thuật và võ đạo đều là sông cấp địa. Không có tính là chiến sĩ hình lục giác, coi như là dị thuật sư hình ngũ giác. Năng lực tự bảo vệ mình không đủ, chỉ cần không có thể ở khoảng cách xa. Trong nháy mắt, đánh bại hắn, cơ bản không có hy vọng. Đại hội lần trước, hắn thiếu chút nữa đã tiến vào top 10, cũng là một trong những đối thủ mạnh nhất của thiên diệp lẫm lần này. Trương Nhân nhìn như không có nổi tiếng lắm, kỳ thật là bởi vì đại hạ đã có triệu linh quân. Cảnh ngộ của hắn và Lâm Tú giống nhau, hào quang của triệu linh quân bao trùm tất cả thiên tài cùng thời với nàng. Dưới hào quang của nàng, thiên tài như là Trương Nhân cũng có vẻ ảm đạm vô quan. Linh Năm tuy rằng thua một trận, nhưng mà hai đối thủ kế tiếp của nàng đều không phải rất mạnh. Nàng tiến vào top 12 người mạnh nhất, hẳn là không có vấn đề gì gió đài thứ ba tỷ thí còn chưa có kết thúc gió đài thứ tư lý bách trương không có bất ngờ bị bại bởi tần quyển hắn cần phải chiến thắng vị võ giả vô cực quốc kia thì mới có hy vọng tiến vào minh hà công chúa bên kia cũng thua một trận trước nàng thua trương gia trương nghĩa hai người khác trong tổ này một người là thiên tài thuộc tính lôi của trảo hoa quốc một vị khác là một nam tử phù tàn quốc người phù tàn quốc Minh Hà Công Chúa chiến thắng hắn rất dễ dàng. Nhưng mà nàng còn phải chiến thắng cái gì kia mới có thể thành công tiến vào. Không bao lâu sau, Ngân Nhi cũng đã bắt đầu trận đối chiến tiếp theo của nàng. Đối thủ của nàng là Tống Ngọc Lãng của Tống Gia. Vừa rồi, hắn đã dễ dàng thắng đối thủ của hắn. Trận đấu này đều rất quan trọng đối với hai người bọn họ. Người thắng cơ bản tuyên bố tiến vào top 12. Người thua xác suất lớn dừng lại ở đó hai người hẳn đều sẽ toàn lực ứng phó. Trên khán đại, mỗi người đã bắt đầu bàn tán. Các người cảm thấy ai sẽ thắng. Cái vị tống gia kia, người xem tỷ thí vừa rồi, năng lực quán vừa ra, đối phương căn bản không có lực đánh trả. Ừ, ta cũng cảm thấy như vậy. Tiết ngưng nhi vừa rồi, để lại cho bọn họ ấn tượng du nhược yếu đuối, không có quá tin tưởng nàng là đối thủ của Tống Ngọc Lãng. Nói nhảm, đương nhiên là Ngân Nhi nhà của chúng ta thắng rồi. Không hiểu thì đừng ở chỗ này nói lung tung đi. Cái đám người nghị luận dài câu đã bị mấy tên hán tử của Tiết Gia quán giận, không có dám nói tiếp nữa. Trên sân võ đài, Tống Ngọc Lãng thở phào nhẹ nhõm May mắn hắn gặp được Tiết Ngân Nhi không phải là Minh Hà Công Chúa. Đến lúc đó nàng phóng một ngọn lửa, hắn thật đúng là không có dễ dàng thắng rồi. Sau khi mà tỷ thí bắt đầu, hắn dẫn đầu xuất thủ. Dù số dây leo từ dưới lòng đất trào ra, tập kích Tiết Ngưng Nhi. Mục đích của hắn là trói buộc tay chân của nàng. Cho dù là võ giả cấp địa, tay chân bị dây leo của hắn đồng thời trói buộc, không có thể tránh thoát đâu. Trong nhảy mắt, dây leo đánh tới, Tiết Ngân Nhi lăn không bay lên. Cùng lúc đó, trên giá binh khí bên cạnh võ đài, đào thường kiếm kích hơn 10 loại binh khí đồng thời bay về phía này hàng quang trên chỗ đài chớp đoạn, dây leo kia đều đã bị chém đứt. Một thanh trường kiếm thế đi không có giảm, bay về phía Tống Ngọc Lãng, dừng trước mi tầm của hắn ba tấc. Trán của Tống Ngọc Lãng mồ hôi lạnh toát ra. Hắn hoàn toàn dựa vào dị thuật, gió đạo bình thường, không giống đau thương của trương nhân. Một kiếm này đi về phía trước một chút, mạng của hắn sẽ đi tòng. Thủ đoạn khống chế binh khí của Tiết Ngân Nhi công kích tầm xa tốc độ cực nhanh hắn không thể phòng bị. Điều làm cho hắn buồn bực nhất chính là vừa rồi lúc mà nàng tỷ thí với Lâm Tú tình trạng ý thiếp cỡ nào, ôn nhu động lòng người cỡ nào. Đến phiền hắn trong nhảy mắt liền biến thành nữ sát thần. Thiếu chút nữa đã một kiếm đâm chết hắn rồi. Tổng Ngọc Lãng ảm đạm rơi khỏi võ đài. Trong ba trận đấu của mình hắn thắng một trận, thua một trận. Trận đấu chiến cuối cùng chính là Lâm Tú. Nếu như hắn có thể thắng, tự nhiên còn có cơ hội, nhưng mà hắn không có khả năng thắng rồi. Chương 629, dắt tài nhào tiến vào. Không chỉ không có khả năng thắng, mà rất có thể còn giống như là trường bình quận dương, mất mặt trước mặt của mọi người. Lâm Tú không phải là loại người lương thiện gì, Tống Gia và Thiết Gia từng có xung đột, điều này mọi người đều biết. Lâm Tú và Thiết Ngân Nhi có quan hệ gì hắn không muốn bay tới bay lui trên trời cũng không có muốn bị ghi chép trong trường hợp của cuộc so tài vì vậy sau khi kết luận hắn nói rất là dứt khoát trận tiếp theo ta nhận thua trần thanh cũng biết thực lực của mình nói theo hai trận kế tiếp ta nhận thua cứ như vậy lâm tú liền lấy ba trận toàn thắng cùng với tiết ngưng nhi chiến tích hai thắng một bại tay trong tay tiến vào nhưng mà đây cũng không phải là thứ lầm tủ muốn. Hắn còn nhớ thương năng lực của Tống Ngọc Lãng. Chuẩn bị trong chốc lát tỉ thí. Gần gũi trao đổi với hắn ta. Nhưng mà Tống Ngọc Lãng kiên trì nhận thua. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Vỗ dỗ, dỗ bả dài của hắn ta nói. Kỳ thật. Nhân sinh cần phải phấn đấu nhiều hơn chứ. Thích điều mạng mới có thể thắng. Nhưng mà nếu người đã lựa chọn như vậy. Ta không có gì để nói. Khi mà nói chuyện. Tài quán tự nhiên dừng lại trên vai quán. Lâm Tú càng nói như vậy, Tống Ngọc Lãng càng khẳng định, hắn đối với mình không có lòng tốt. Hắn ta âm thầm, cảm thấy may mắn, mình đã quyết định sáng suốt, dỗ dàng rời khỏi chỗ này. Muốn ngược hắn ta như là Trường Bình, Quận Dương ha, đừng có mơ. Ngừng nhi, thành công tiến vào, vui vẻ đi tìm người nhà để mà chia sẻ niềm vui. Lâm Tú tiếp tục chú ý tình huống của các tổ khác. Thiên Diệp Rẫm và Mộ Dung Ngọc đã tiến vào. Lúc mà Lâm Tú đi qua, Linh Năm vừa lúc chiến thắng dị cấp địa Tây Dược Quốc kia, cũng đã tập trung vào danh ngạch tiến vào. Tổ thứ ba tiến vào chính là Tống Ngọc Chương và cái vị hán tử Bắc Mạng Quốc có thể thú quá kia. Vị nhân tài dùng độc của Nam Chiếu Quốc kia gặp phải năng lực hệ phong, tự nhiên là cho không. Mà cái vị Bắc Mạng kia sau khi thú quá tựa hồ đối với độc vụ có sức đề kháng rất mạnh, rất dễ dàng đánh bại hắn. Tần Nguyễn và Lý Bách Chương cùng nhau tiến vào. Lý Bách Chương lấy được danh ngạch này có phí một chút khí lực. Tần Nguyễn ngay từ đầu cũng chưa từng gặp qua đối thủ có thể địch nổi, cho dù là cấp địa cũng sẽ bị lạc trong quyển thuộc của nàng. Minh Hà Công Chúa, người lấy cuối cùng danh ngạch tiến vào, nàng và một vị thanh niên thuộc tính lôi của trảo Hoa quốc kia đều là thủ đoạn công kích tầm xa, chiếm đa số. Nàng thắng trước kỹ năng thời gian ngắn, phạm vi công kích rộng, mà lấy kinh nghiệm của Lâm Tú, lôi định lực ở thời điểm cấp địa, bổ trúng mục tiêu cố định là không có vấn đề gì. Nhưng mà bổ trúng mục tiêu di động rất khó. Cận chiến bên người phóng thích, kỳ thật càng thêm thuận tiện, đáng tiếc đối phương không có cơ hội cận thân. Như vậy, không tính triệu linh quân, lần này top 12 người mạnh nhất của cuộc so tài đã rõ. Lần này top 12 người mạnh nhất của cuộc so tài đã ra lò, trong đó đại hạ chiếm cứ 10 vị. Điều này đủ để thấy quốc lực của đại hạ cùng với lực lượng thống trị đối với các quốc gia xung quanh. Nếu mà đám người trương tính không bị đào thải, 12 cường giả đại hạ có lẽ chiếm cứ 11 người. Những người bọn họ sẽ là đối tượng bồi dưỡng mạnh mẽ của triều đình trong vòng nửa năm tới. Trong những người này, người có thể tiến vào top 10 thiên kiêu bản càng nhiều. Trong 3 năm tới, đại hạ có thể tranh thủ được tài nguyên càng nhiều, cũng có thể dùng để bồi dưỡng càng nhiều thiên tài. Sau khi mà tỷ thí hôm nay kết thúc, có một ngày nghỉ ngơi. Lâm Tú và Triệu Linh Năm đều thuận lợi tiến vào. Lâm Gia và Triệu Gia vừa lúc mượn cơ hội này cử hành một hồ gia yến. Phu thê của Lâm Đình và Chu Quân đến nay vẫn khó có thể tin tưởng. Lâm Tú đã sớm thức tỉnh dị thuật, ngay cả bọn họ cũng giấu giếm. Nhưng mà nhìn hắn đi tới bước này, trong lòng cũng tràn ngập kiêu ngạo cùng với tự hào. Phu thê Vũ An Hậu nhìn Lâm Tú, tự nhiên cũng càng xem càng thích hắn. Hắn thường xuyên đi triệu phủ thăm bọn họ, mỗi lần mang theo rất nhiều lễ vật. Đối với bọn họ, cột tốt hơn cả nhi tử của bọn họ. Số lần mà hắn đi triệu gia thậm chí so với số lần Linh Quân về nhà còn nhiều hơn. Tiếc nỗi duy nhất của hai đôi phù thê chính là Linh Quân đến nay vẫn chưa có mang thai. Chu Quân thậm chí đề nghị để cho Thái Y xem bọn họ một chút. Lâm Tú vội vàng nói, không, không cần, con có bằng hữu quen biết là Thái Y mà. Không phải là bởi vì nguyên nhân thân thể đâu, chỉ là chúng ta tạm thời, không có kế hoạch như vậy. Hay là sau này hãy nói đi, sao hãy nói loại chuyện sinh con này yêu cầu cơ bản nhất là phải lưỡng tình tương duyệt, đồng thời cần chuẩn bị tốt cho cả đời. Lâm Tú và Triệu Linh Quân một cái cũng không có, cũng không có thể không có cơ sở biến ra một hài tử. Chương 630, Triệu Linh Quân nghĩ lại. Hắn ngược lại đã nói xong với Thải Y, về sau nhất định phải sinh hai nữ nhi. Nhưng mà hiện tại vấn đề Triệu Linh Quân mới là chính thê, nàng không sinh, thải y không thể sinh. Nếu không, chính là loạn quy củ rồi. Điểm này, cho dù Lâm Tú không có quan tâm, thải y cũng để ý. Có điều, Lâm Tú cũng không có sốt ruột. Mới 19 tuổi sinh con cái gì, lấy quan niệm của hắn, đợi thêm 10 năm nữa cũng không tính là quá muộn. Ở thời đại đó, nam nữ hơn 30 tuổi còn chưa từng yêu đương đều rất nhiều. Gia Yến diễn ra rất khuya, hai đôi phụ mẫu cùng dứt khoát ở lại hôn phủ. Nhạc phụ, nhạc mẫu đều ở đây, Lâm Tú không có tiện đi tìm Thái Y, cũng không có tiện đi phòng của Triệu Linh Quân. Hắn nhìn Linh Năm một cái, Linh Năm lập tức thuận ý, kéo tay của Triệu Linh Quân nói, Đêm nay ta muốn ngủ cùng với tỷ tỷ, tỷ thí ngày mai rất là quan trọng, ta muốn thỉnh giáo tỷ tỷ một ít vấn đề tu luyện. Vũ An Hầu phu nhân nhíu mày, đang muốn nói cái gì đó Lâm Tú lại nói thêm, buổi tối ta cũng muốn tu luyện, ta luyện công sẽ có động tĩnh rất lớn, không khỏi quấy rầy mọi người, trước tiên ta sẽ đi tân trạch. Như vậy, phu thê của Vũ An Hầu không có tiện nói gì, chỉ là cảm thấy Linh Năm gần đây càng ngày càng không hiểu chuyện. Không bao lâu, trong phòng của Triệu Linh Quân, hai tỷ muội nằm trên giường, Triệu Linh Năm giống như khi còn bé, ôm cánh tay của tỷ tỷ nói, tỷ tỷ, ngày mai tỷ có đến võ đài xem chúng ta tỷ thí không? Triệu Linh Quân nói, có. Triệu Linh Năm có một chút tiếc nuối nói, hẳn là ngày hôm qua tỷ đã nên đi rồi, ngày mai so tài ta chắc chắn không có được tiến vào. Nàng có nhận thức rất rõ ràng với thực lực của mình, có thể tiến vào top 12 đã là cực hạn rồi, ngày mai chỉ có 6 người tiến vào thôi, như thế nào cũng không thể có nàng. Cẩn thận ngẫm lại, lại may mà tỷ ấy không có đi. Bằng không á, nhìn thấy dáng vẻ mắt đi mài lại của Lâm Tú và Tiết Ngân Nhi, tỷ ấy sẽ không tức giận, bởi vì căn bản tỷ ấy cũng không có để ý. Hắn và bất kỳ kẻ nào ở cùng một chỗ, tỷ ấy đều không để ý. Ngoại trừ tu luyện, tỷ ấy tựa hộ như cái gì cũng không có quan tâm. Nhưng mà nàng biết, Lâm Tú lại quan tâm. Tần Nguyễn từng đã nói qua, hắn liều mạng như vậy cố gắng tu luyện như vậy, không muốn bị hôn thê, dứt bỏ hắn đi ngay trong cái đêm tân hôn khinh thường cả một đời. Vì thế, mỗi đêm hắn chỉ ngủ không đến một canh giờ. Cho dù trong nhà có hồ ly tinh như là tầng quyển chờ hắn, hắn vẫn kiên quyết ra ngoài để mà tu luyện. Đáng tiếc, tất cả những cái chuyện này tỷ ấy đều không biết. Triệu Linh Năm nhìn về phía tỷ tỷ bỗng nhiên nói, Tỷ tỷ, có phải là tỷ vẫn luôn khinh thường tỷ phu hay không vậy? Triệu Linh Quân không một chút do dự lắc đầu nói. Không có. Triệu Linh Năm thấp giọng nói. Nhưng mà hắn cảm thấy như vậy. Tỷ không biết. Hắn vì đuổi kịp tỷ mà cố gắng tu luyện đến mức nào. Mỗi đêm hắn luyện công suốt cả một đêm. Chỉ ngủ không đến một canh giờ. Triệu Linh Quân biết làm tú. Gần như là mỗi buổi tối đều sẽ rời khỏi cái chỗ này. Lại không biết hắn đi tu luyện nàng nhìn về phía Linh Năm, phát hiện trong mắt của tiểu muội của nàng lấp lánh trong suốt. Triệu Linh Năm là nhìn Lâm Tú một đường gian khổ tu luyện, nhìn hắn đột phá cấp địa, nhìn hắn trên tỷ thí vượt qua trong gai, chiến thắng hết đối thủ này đến đối thủ khác, từng bước từng bước đi tới vị trí hiện tại. Nàng vì hắn vui vẻ, đồng thời cũng vì hắn mà đau lòng. Giờ khắc này, cảm xúc tích lũy từ lâu rốt cuộc không có kềm chế được nữa. Nàng nhìn tỷ tỷ của nàng vẫn luôn rất ngưỡng mộ từ nhỏ đến lớn. Cho tới bây giờ chưa từng nghi ngờ hỏi. Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ không có cảm thấy tỷ làm sai sao? Sau khi trở lại Tân Trạch, Lâm Tú một mình đi tới hậu viện, một bên tu luyện, một bên tự hỏi vấn đề. Kỳ thật, dựa theo ý nghĩ ban đầu, sau khi mà hai người đều có thực lực để phản kháng vận mệnh, sẽ lựa chọn hòa đi đến chấm dứt đoạn hôn nhân vốn không có nên tồn tại này. Nhưng mấy ngày nay, Lâm Tú tuy rằng vẫn giống như trước kia với Triệu Linh Quân, không có trao đổi gì, nhưng phụ mẫu hai nhà ở chung càng ngày càng hòa hợp, nhạc phụ nhạc mẫu rất tốt đối với hắn. Hôn nhân cũng không phải là chuyện của hai người, một khi mà bọn họ hòa ly, tổn thương sẽ là hai nhà. Nhưng chẳng lẽ bọn họ thật sự sẽ làm vợ chồng giả cả một đời sao? Lâm Tú đối với chuyện này kỳ thật không phải là có bao nhiêu kháng cự. Nam nhân khác cưới nữ tử như là Triệu Linh Quân xem như là su xẻo tám đời. Cả đời chỉ có thể thủ không phòng. Nhưng mà đối với Lâm Tú mà nói đây không thể nghi ngờ là trời cao ban ân là hồi báo hai đời của hắn làm thiện tích đức. Chương 631 Triệu Linh Quân nghĩ lại Chính là sự thúc đẩy của phụ mẫu của cả hai bên là một vấn đề Lâm Tú đang phiền muộn, có một bóng người từ bên ngoài đi vào. Hắn bất ngờ nhìn Linh Nam hỏi: Người tại sao mà cũng tới vậy? Triệu Linh Nam nói: Ta ngủ không được, tới đây tu luyện với người. Lâm Tú liếc nàng một cái, được rồi, nói là tu với hắn không tới một canh giờ, hắn phải ôm nàng trở về phòng ngủ. Có điều hắn cũng không có nói gì, chỉ là nói người nên nâng cao thật tốt võ đạo thông qua cuộc so tài lần này, người hẳn có thể nhìn ra rồi. Đơn thuần chỉ tu luyện dị thuật, một khi mà bị võ giả cận thân, ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không có đâu. Hai người, mỗi người chiếm một nửa phòng, Triệu Linh Năm hỏi Lâm Tú, Người mỗi ngày đều tu luyện như vậy, không mệt sao? Lâm Tú nói, mệt chứ. Triệu Linh Năm hỏi, mệt mà ngươi còn liều mạng vậy sao? Lâm Tú nhìn nằm một chút nói, mệt thì không liều mạng sao? Trên thế giới này luôn có người thiên phú tốt hơn so với người, người khắc khổ hơn người. Nếu như mà người không trả giá cố gắng nhiều hơn, làm sao có thể đuổi kịp bọn họ đấy? Triệu Linh Âm nói, người tu của chính mình tại sao cứ phải so sánh với người khác? Lâm Tú hỏi ngược lại, vậy tại sao mà ngươi lại tham gia cuộc so tài đại hội? Người cũng nên truy cầu chút, không hấp bánh bao, không tranh khí, tất cả mọi người đều bằng tủ nhau dựa vào cái gì chúng ta yếu hơn người khác triệu linh năm không có nói gì nữa nàng biết trong miệng của lâm tú chữ người khác chính là tỷ tỷ tuy rằng ngày thường dường như là hắn không có quan tâm đến cái gì nhưng mà thật ra trong lòng lại có sự kiêu ngạo tần nguyễn càng hiểu hắn hơn nàng hắn kiêu ngạo như vậy làm sao có thể không thèm để ý chút nào đến chuyện lúc trước nàng cũng không có tâm tư tu luyện, ngồi bên cạnh bàn đá trong viện, một tay nâng má, ngơ ngẩn nhìn Lâm Tú. Lâm Tú tay cầm trường thương, không có sử dụng dị thuật và chân khí, chỉ dùng sức mạnh của thân thể luyện tập cùng một chiêu thức mấy ngàn lần. Sau đó, thân thể mệt mỏi không chịu nổi, hắn lúc này mới vận chuyển nguyên lực khôi phục thể lực. Sau đó nhìn về một bên, không có gì bất ngờ xảy ra, Linh nằm một tay nâng má, Cánh tay chống đỡ trên mặt đá, đã ngủ thiếp đi rồi. Bộ dáng này của nàng rất là đáng yêu, có một chút ngốc nghếch. Lâm Tú ngồi đối diện nàng, cứ như vậy lặng lặng nhìn nàng, trên mặt tràn đầy nhu tình. Trên bầu trời, thân ảnh áo trắng lăn không mà đứng, gió đêm thổi y phục của nàng mạnh mẽ rung động. Trong diện, Lâm Tú nhìn Linh Năm một cách xuất thần. Trên bầu trời, thân ảnh kia cũng nhìn hắn một hồi lâu. Một khắc sau, Lâm Tú đưa tay vuốt một ít tóc rối tung trước trán của Linh Năm, đi qua, thành thạo ôm nàng lên, đi vào tiểu diện, đặt nàng lên giường trong phòng của nàng, sau đó đi đến hậu diện, tiếp tục tu luyện. Mệt mỏi là có hơi mệt mỏi, nhưng sau một vụ canh tác lại có một vụ thu hoạch. Một năm trước, hắn còn là một tay mơ mới thức tỉnh dị thuật, một thích khách cấp hoàng cũng có thể nguy hiếp đến tính mạng quán hiện tại hắn đã không kém những thiên tài cùng tuổi kia hay gì đó. Thậm chí hắn cách triệu linh quân cũng càng ngày càng gần. Từ rất lâu trước kia, Lâm Tú đã chờ mong một ngày đầu đó đường đường chính chính đánh bại triệu linh quân. Hắn muốn tranh giành một chút, không phải là muốn chứng minh hắn giỏi thế nào, hắn chỉ là muốn cho triệu linh quân biết. Nàng không có tư cách đứng ở địa vị thực lực từ trên cao nhìn xuống. Làm trưởng phu của nàng không phải là lâm tú trèo cao có thể chiếm vị trí chính thê của hắn là vinh hạnh của nàng nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy hắn có thể tự tài xé nát kiêu ngạo của triệu linh quân hắn lại có một chút hưng phấn ngay cả tu luyện cũng có động lực tốc độ ra thương cũng nhanh hơn ngày mai còn có tỷ thí hắn còn phải lưu lại một ít tinh lực còn có nửa canh giờ đã đến hừng đông rồi hắn liền cởi quần áo đã bị mồ hôi ướt đẫm ở bên giếng trong diện lấy cái chậu nước tắm rửa đơn giản mãi đến lúc này trên bầu trời một bóng người âm thầm chậm rãi rời đi lầm tú tu luyện một đêm nàng cũng đã nhìn một đêm đêm nay nàng suy nghĩ rất nhiều bao gồm cả những lời của linh năm nói với nàng nàng cũng hiểu rõ ràng một ít chuyện đối với cuộc hôn nhân này nàng và hắn đều không may mắn nhưng mà thậm chí nàng còn khiến cho hắn bất hạnh hơn Linh Năm nói rất đúng, nàng đích xác làm sai một số chuyện rồi. Ít nhất là đêm đó, nàng nên ở lại nói chuyện với hắn mà không phải là lựa chọn trốn tránh. Hắn dưới cái nhìn của nàng với một nghị lực cứng cỏi đến mức không thể tin được, tu luyện cả một đêm là vì muốn chứng minh cái gì sao? Điều này làm trong lòng của nàng cảm nhận được sâu sắc sự thua thiệt. Chương 632, bản năng của Lâm Tú những năm gần đây nàng không có nợ người nhà không nợ quốc gia nhưng duy chỉ của nợ hắn tuy cái chuyện lần trước nạp thiếp hắn đã nói qua từ nay về sau ân quán của hai người xóa bỏ nhưng mà trong lòng của nàng vẫn cảm thấy thiếu nợ hắn phần thua thiệt này nên trả thế nào đây khi mà trở lại hôn phủ tâm tình của nàng vẫn chưa bình phục ngoại trừ cảm thấy nợ hắn ra còn có một chuyện cũng quanh quẩn trong lòng của nàng hắn và Linh Năm chẳng lẽ lúc này trong tân trạch Lâm Tú và Tần Nguyễn đang ôm nhau ngủ. Đương nhiên một màn này Triệu Linh Quân rời đi đã lâu vẫn chưa có nhìn thấy. Sáng sớm hôm sau trước khi mà Linh Năm rời giường Lâm Tú rời khỏi cái ôm vừa thơm vừa mềm của Tần Nguyễn. Rửa mặt xong hắn chuẩn bị làm nóng người trong sân. Đợi đến khi Tần Nguyễn rời giường Hắn cùng chỉ nàng chuẩn bị điểm tâm cho bốn người ăn được một nửa thiên diệp lẫm cũng đã tới hỗ trợ. Lúc mà Linh Năm rời giường, vừa dặn tới giờ ăn cơm, bốn người bọn họ hôm nay đều có trận phải tỉ thí. Nói đến cái này có một chút tự hào, top 12 người mạnh nhất cuộc so tài thì đã có bốn người đều đi ra từ khu nhà nhỏ này. Ngân Nhi, Minh Hà Công Chúa, ở chỗ này cũng có một gian phòng của mình. Nói là sáu người cũng chẳng sai, nhiều khi sáu người các nàng đều sẽ tụ lại nơi đây ăn cơm xong, mấy người cùng nhau tự giao trường. Trận tỷ thí này sẽ một lần nữa phân tổ 12 người chia làm 3 tổ, giống như quy tắc của dòng trước, mỗi tổ nhỏ sẽ nội chiến với nhau, hai người thắng thăng cấp, hai người bị đào thải còn có thể tiếp tục tham dự tranh đoạt vị trí top 7 tới 12. Mà trong top từ 13 cho tới 25, những người đã sớm bị đào thải không cần phải tỷ thí mà đã được suy xét về tổng hợp dị thuật và biểu hiện khi mà đấu chiến xếp hạng. Người top 26 trở đi không xếp hạng, chỉ cần xác định một phạm vi đại khái là được rồi. Triều đình chủ yếu vẫn coi trọng những cái thiên tài đứng đầu. Ở cửa vào của giáo trường đã có danh sách chia tổ. Top 12 người vừa dặn 6 nam 6 nữ. Thiên Diệp lẫm Trương Nhân, Tống Ngọc Chương cùng là số 1 trong mỗi một tổ đây là chuyện không thể nghi ngờ. Lần trước thi đấu biểu hiện của bọn họ đã quá xuất chúng, tất cả đều đứng hàng thiên kiêu bản. Cuộc so tài lần này cũng là một đường nghiền ép đối thủ, là ba người được công nhận mạnh nhất. Đương nhiên sẽ không để bọn hắn sớm gặp nhau. Lâm Tú lần này không có nằm cùng tổ với Ngân Nhi, bọn họ lần trước đã từng so đấu một trận, lần này sẽ không chạm mặt tình huống trong tổ khác cũng giống như vậy sẽ tận lực tỷ thí khác nhau ngừng nhi được xếp trong tổ đầu tiên một tổ này trừ nàng ra còn có lý bách trương cùng trương nghĩa công chúa minh hà cùng tần nguyễn được xếp vào tổ thứ hai cùng tổ còn có cao thủ bắc mãn kia lâm tú xếp thứ hai trong tổ ba sau hắn còn có linh năm cùng với mộ dung ngọc tách ra khỏi Ngưng nhi lại gặp phải linh năm có điều coi như không có gặp Linh Năm thì cũng sẽ gặp Tần Nguyễn hoặc Minh Hà Công Chúa, không có khác biệt quá lớn. Triệu Linh Quân hôm nay cũng đến đây, nàng ngồi ở vị trí kháng đại của giáo trường số 3. Cái này cũng làm cho nhiều người chú ý giáo trường số 3 hẳn lên. Triệu Cô Nương hiển nhiên là tới xem tướng công của mình thi đấu. Đáng tiếc ngày hôm qua nàng không tới, bằng không đã có thể nhìn thấy một màn phấn khích kia. So với trận tỷ thí của Lâm Tú và Tiết Ngân Nhi, bọn họ càng hy vọng nhìn thấy Triệu Linh Quân giao đấu bên ngoài với Tiết Ngân Nhi. Tiếng trống giờ tỵ đã gian lên, tỷ thí hôm nay chính thức bắt đầu. Trên giáo trường số 1, trận tỷ thí đầu tiên Thiên Diệp Lẫm đấu với Tiết Ngân Nhi. Trận tỷ thí này bắt đầu rất nhanh, chậm dứt càng nhanh hơn. Lần trước, Tiết Ngân Nhi đấu chiến vị Tống Gia kia tựa như là nữ võ thần hàng thế sạch sẽ, lưu loát, không một chút dông dài. Hoàng Mỹ biểu lộ thực lực của nàng cho mọi người xem. Nhưng mà đối mặt với cô gái phù tang xếp thứ 9 thiên cư bản, nàng còn chưa kịp bay lên không trung, thiên diệp lẫm xuất hiện trước mặt của nàng. Vị thuật sư cấp địa bị võ giả cấp địa áp sát, tự nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, nàng trực tiếp thua trận tỷ thí. Trên giáo trường thứ hai, trận tỷ thí chính là trương nhân đối diện với thiên tài Bắc mãn. Sau khi mà vị thanh niên bắt mãn kia quá thú, tốc độ cùng lực lượng đều tăng lên gấp mấy lần. Nhưng mà Trương Nhân đứng tại chỗ, căn bản không có di động. Hắn không thể phá nổi phòng ngự của Trương Nhân, ngược lại tự làm cho bản thân mình gãy mất cánh tay, không thể không tuyên bố nhận thua. Trên giáo trường thứ ba, trận đấu tỷ thí hôm nay Tống Ngọc Chương đấu với Linh Năm. Trận này có thể nói vô cùng gian nan với Linh Năm thời điểm Tống Ngọc Trương tham gia thi đấu đại hội 3 năm trước, Tu Vi đã là cấp địa rồi. Năm nay, 24 tuổi, nguyên lực thâm hậu, không phải là người mới đột phá cấp địa như Linh Năm có thể so sánh. Chương 633, bản năng của Linh Năm Nhưng mà Lâm Tú không nghĩ tới nàng có thể thắng. Linh Năm giống như là Minh Hà Công Chúa, các nàng đều vừa mới đột phá có thể đi đến một bước này vốn đã có sự giúp sức của may mắn. Tiếng trống vang lên, tỷ thí chính thức bắt đầu. Triệu Linh Năm ra tay trước một bước, hàng khí từ trong cơ thể trào ra, đóng băng bề mặt của giáo trường. Mặt băng hiện lên vô số cây gai băng to lớn, lại còn trơn trượt làm cho người ta không có thể đứng thẳng. Tổng Ngọc Chương không bị đóng băng, thân thể của hắn giống như là không có trọng lượng, nhẹ nhàng tung bay lơ lửng ở độ cao mấy trượng trên không trung sau đó Dù số tiếng xé gió truyền đến gai băng trên mặt đất cùng lúc bắn nhanh về phía tống ngọc dương đi tới phạm vi cách tống ngọc dương ba trượng thì bỗng nhiên giống như bị cái gì cắn nát biến thành mưa tuyết nhỏ đầy trời cùng với những khối băng dở nát một ít trong số chúng thậm chí bay đến kháng đại mang tới cảm giác mát lạnh cho mọi người xung quanh thân thể của triệu đinh quân tự như có một dách chắn vô hình, những mảnh vỡ đó không có thể tới gần nàng, đều rơi trên mặt đất. Trên không trung giáo trường, Tống Ngọc Dương vẫn biểu lộ lạnh nhạt như cũ, hắn nhẹ nhàng phe phải cái quạt, liền cuốn lên một trận cuồng phong, cuồng phong gào thét, cuốn lấy vô số dụng băng cùng với mảnh vỡ gai băng đánh về phía Triệu Linh Năm. Nàng công kích Tống Ngọc Dương, cuối cùng thế mà ngược lại biến thành vũ khí của đối phương. Những mảnh vỡ này có tốc độ cực nhanh, trên giáo trường nhất thời giang lên tiếng xé gió triệu linh năm dung tay một cái một bức tường băng hình dòng cung xông lên khỏi mặt đất từ phía trước mặt bảo vệ nàng ở phía sau những tiếng rắc rắc giang lên vô số âm thanh thanh thúy giang lên bề mặt của tường băng trong nháy mắt liền xuất hiện vô số cái lỗ ngoài ra trên mặt tường còn xuất hiện khe hở rậm rạp đang lan tràn hiển nhiên đã không có thể ngăn cản đợt công kích thứ hai lúc này mảnh vỡ gai băng rơi trên mặt đất lại bị cuốn lên trời cao. Bị cuồng phong đánh xuống, lần này tốc độ càng nhanh hơn, khí thế cuồng cuồng vô sông. Tường băng đã lung lay sắp đổ, không có khả năng thừa nhận thêm một đợt công kích như vậy. Triệu Linh Năm chỉ có thể dỗ dàng gia cố, sau đó lại lưu về phía sau mấy bước, chuẩn bị ngưng tụ ra một cái tường băng mới. Nhưng mà tường băng được gia cố kia không thể ngăn cản thêm một cái chớp mắt trực tiếp đã bị cuồng phong bọc gai băng đánh tàn. Khí thế chỉ hơi giảm xuống nhưng mà vẫn tiếp tục đánh về phía nàng. Mà lúc này tường băng thứ hai của nàng vừa mới ngưng tụ một nửa. Với tốc độ của đống gai băng này tuy rằng sẽ không có nguy hiểm tính mạng nhưng mà sẽ khiến cho nàng có một chút thương tổn. Khi tỷ thí bị thương là không thể tránh được. Trong lòng của Triệu Đinh Năm có một chút bất đắc dĩ đây là trên là thực lực giữa nàng cùng với Tống Ngọc Chương thân thể của nàng đã ngưng tụ được một tầng băng giáp, mặc dù bị thương cũng chỉ là vết thương nhẹ. Nàng đã chuẩn bị tinh thần dính phải vết thương rồi. Nhưng mà ngay tại thời điểm gai băng bay đến vị trí cách người của nàng nửa trượng, lại bỗng nhiên dừng phi hành lại, đứng giữa không trung một cách quỷ dị. Giờ khắc này, thời gian giống như yên lặng. Cùng lúc đó, nàng chỉ cảm thấy qua mắt một bóng người dùng thân thể của hắn chắn phía trước mặt của nàng bóng người này không tính là cao lớn mạnh mẽ nhưng cho nàng cảm giác vô cùng an toàn tống ngọc trương quay đầu nhìn về phía khán đài thân thể trên không trung chậm rãi hạ xuống mặt đất trên khán đài triệu linh quân chậm rãi buông xuống bàn tay âm một tiếng cây gai băng dở nát rơi xuống mặt đất trên giáo trường lâm tú quay đầu nhìn phía khán đài nhìn đối diện ánh mắt của triệu linh quân sau đó quay đầu nhìn về phía linh năm nói hắn còn chưa có dùng toàn lực đâu, ngươi không phải là đối thủ của hắn, nhận thua đi. Triệu Linh Năm khẽ thở dài, gật đầu một cách bất đắc dĩ. Đối với chuyện này, mấy trọng tài ở một góc giáo trường không có nói gì thêm. Sở dĩ vừa rồi bọn họ không có ra tay là vì cô nàng triệu gia kia sẽ không có chịu vết thương quá nặng mà vết thương nhẹ trong tỷ thí là khó tránh khỏi. Huống chi người ta còn có một đôi tỷ tỷ và tỷ phu yêu thương mình vợ chồng của Triệu Đinh Quân và Lâm Tú hiển nhiên không có muốn thấy cảnh nàng bị thương. Nhưng mà nếu bọn họ đã nhúng tay, trận tỷ thí này phải kết thúc tại đây. Trên khán đại, sau khi mà yên lặng trong một cái chớp mắt, bỗng nhiên bộc phát ra một loạt tiếng ồ lên. Là Triệu Cô Nương ra tay sao? Đúng là lợi hại, cách xa như vậy cũng có thể ngăn cản công kích của Tống Ngọc Chương, rốt cuộc nàng mạnh cỡ nào. Lâm Tú cũng ra tay, vừa rồi ta còn chưa kịp thấy rõ cái gì, hắn đã xuất hiện trước mặt của triệu cô nương đúng là hắn thật nhanh quá là danh bất hư truyền chương 634 bản năng của làm tú ôi trời ạ à, vậy mà hắn lại có thể dùng thân thể để mà che đi ta cảm động quá đi chứ nếu có người đối xử với ta như vậy ta xin nguyện lấy thân để báo đáp luôn thôi thôi đi người ta có lòng tốt cứu ngươi mà ngươi còn muốn lấy quán báo ân làm người đi không sai hơn nữa người ta là anh rể của nhị tiểu thư triệu gia đó các ngươi đừng có làm bẩn phần tình cảm này có được không vậy triệu linh quân nhìn qua hai người trên giáo trường ngay vừa rồi khi mà tống ngọc trương công kích lần thứ hai vì để tránh cho linh năm thụ thương nàng đã lập tức ra tay nhưng mà có người còn nhanh hơn nàng hắn dùng thân thể mình để mà che chắn trước linh năm thật ra niệm lực rất nhanh nhanh đến mức chỉ cần nàng có suy nghĩ trong đầu là được rồi Thắng, nhanh hơn nàng có lẽ chính là khoảng thời gian diễn ra sự suy nghĩ này bởi vì đó là hành động theo bản năng trên giáo trường một gã cung phụng đi tới tuyên bố tổng ngọc Trường thắng nếu triệu linh quân và lâm tú không ra tay cho dù triệu linh năm bị thương cũng chưa chắc không có lực tái chiến bọn họ giúp nàng tránh bị thương cũng làm cho nàng mất đi tư cách tiếp tục trận đấu lúc mà triệu linh năm cùng lâm tú đi trở về kháng đại nàng nói với Lâm Tú. Sao mà ngươi phải chạy lên đây làm gì? Nhiều nhất cũng chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ thôi. Lâm Tú liếc nàng một cái nói. Ngươi bị thương cuối cùng lại gây phiền toái cho song song cô nương. Còn không bằng nhận thua. Dù sao ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Triệu Linh Năm hư một tiếng. Đi đến bên cạnh tỷ tỷ Không thèm để ý đến Lâm Tú. Nhưng trong lòng của nàng nhớ rõ. Ngay từ đầu chỗ ngồi của hắn đã rất gần vị trí của nàng tại thời điểm nàng gặp được nguy hiểm lập tức liền xông tới chắn phía trước hắn luôn mạnh miệng như vậy hơn nữa chỉ mạnh miệng với chính nàng mà thôi lâm tú đi đến một chỗ khác trên khán đài quý phi nương nương cũng ở chỗ này hôm nay cô lâm tú và ngọc nhi tỉ thí trong lòng nàng tự nhiên xuất hiện cảm giác chờ mong nhưng mà lại không nghĩ rằng hai người lại là đối thủ Nàng cũng không biết ai sẽ thắng. Tống Ngọc Chương và Linh Năm đã so đấu xong, tiếp theo chính là trận tỷ thí giữa Lâm Tú và Mộ Dung Ngọc. Tuy Lâm Tú cũng không có muốn đấu với người một nhà, nhưng mà trong khi tỷ thí chuyện này khó lòng tránh được. Quý phi nương nương nhìn Lâm Tú rồi lại nhìn sang Mộ Dung Ngọc nói: "Bản cung sẽ không có nói thêm gì cả, các ngươi chú ý một chút, đừng bị thương là tốt rồi." tỷ thí không phải là trò đùa lâm tú giao đấu với mộ dung ngọc rất khó nắm chắc sát thương một tổ này của bọn họ trùng hợp hai hệ phong đấu hai hệ băng trong tình huống bình thường lâm tú nhất định sẽ đóng băng giáo trường trước ép mộ dung ngọc bay lên không trung sau đó mới dùng gai băng hoặc là mũi tên băng để công kích mộ dung ngọc dùng phong nhận để mà đánh trả nếu có người không kịp trốn tránh thì sẽ bị thương vừa rồi tống ngọc trương cùng với linh năm tỷ thí kỳ thật hắn đã nương tai nếu không thứ tấn công linh năm không phải là gai băng mà là phong nhận mà như vậy kết quả nhất định không phải là vết thương nhẹ lúc này mộ dung ngọc nhìn lâm tú nói ta nhận thua ta biết mình không phải là đối thủ của ngươi cũng không cần phải tốn thời gian làm gì ngươi tiết kiệm chút thể lực và nguyên lực chuyên tâm đối phó với tống ngọc trương đi Tiếp theo, không đợi Lâm Tú trả lời, nàng đi tới phía trước, nói dài câu với một cung phụng. Một cung phụng quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Tú mở miệng. Mộ Dung Ngọc nhận thua, Lâm Tú thắng. Trên khán đài, truyền đến một đợt âm thanh nổi tiếc. Sao mà chưa gì, đã nhận thua rồi. Chán chết luôn. Ta còn đang muốn xem hắn đối phó hệ phong thế nào nữa. Mộ Dung Ngọc nhận thua Lâm Tú, tiếp theo đến lượt nàng đối phó với Tống Ngọc Chương cung phụng kia hỏi trận này cũng có muốn nhận thua sao mộ dung ngọc lắc đầu nói không nàng biết thực lực của chính mình hẳn là sẽ dừng lại ở đây buông tha tỷ thí với lâm tú không chỉ vì không có nắm chắc thắng hắn còn gì trả lại ân tình của hắn mà nếu có thể tiêu hao một ít thực lực của tống ngọc dương thì cũng là gián tiếp giúp hắn cung phụng liếc nằm cái lựa chọn của cô nàng này rõ ràng có mục đích nhưng có nhận thua hay không nhận thua ai là quyền của nàng hắn không có tiện nói rất nhanh đi lên giáo trường tuyên bố trận tỷ thí thứ ba bắt đầu đám người trên khán đài nhìn ra sự đối đãi khác biệt của bộ du ngọc à cô nương này đang muốn trải đường cho người khác hy sinh mình để ủng hộ người khác giữa bọn hắn chắc chắn có chuyện mờ ám rồi đây là người thứ bao nhiêu rồi trường bình quận dương ngồi ở một góc khi có trận đấu của Lâm Tú, hắn tất nhiên sẽ xuất hiện. Hôm nay, hắn phó thác toàn bộ hy vọng lên người của Tống Ngọc Chiêu. Các bạn vừa nghe xong tập 57 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.